Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay là mình đang ở trong cái vườn đậu bắp của mình nha các bạn. Thì như tiêu đề ngày hôm nay là mình sẽ là chia sẻ cho các bạn một số thông tin khi mà trồng đậu bắp ha. Thì cũng có là nhiều anh em là hỏi mình là trồng đậu bắp này một công là trồng khoảng là bao nhiêu tiền giống các bạn, và cái thời gian thu hoạch của nó là bao lâu, và những cái cách xịt sâu trên cái cây đậu bắp này nó như thế nào. Thì trong video lần này thì mình sẽ là chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình để cho các bạn có thể là tham khảo ha. Thì ở đây thì mình trồng có nửa công thôi nha các bạn. Ở đây mình trồng có nửa công thôi. Đây nè. Tại vì mình trồng mình bán chợ các bạn. Tại vì dịch đó mình không có dám trồng nhiều để sợ là không có đầu ra nha mọi người ha. Và cái giá là hiện tại mà mình đang bán lẻ luôn á, trong chợ luôn á, là chỉ có 5.000 thôi. Còn ở đâu mà tại vườn luôn các bạn thì chỉ có 1.000 đến 2.000 thôi các bạn. Và đã có rất là nhiều anh em đã chặt dục rồi ở trong cái thời điểm dịch ha. Còn cái thời điểm mà chưa dịch á các bạn thì nó có thời điểm là lên tới 10.000 luôn á. Rồi thì cái về cái tiền giống các bạn thì ở đây mình mua có hơn 300.000 nha các bạn ha. Mình mua tại Shopee luôn. Thì một gói như vậy các bạn là nó khoảng đâu là mấy được mấy gam các bạn. Thì các bạn có thể là mua ha. Và cái thời gian thu hoạch của nó thì chỉ có là 45 ngày thôi nha các bạn ha. Thì đây là một cái giống là ngắn ngày ha. Thì trồng đậu bắp thì các bạn là nên chọn những cái giống mà ngắn ngày để mình có thể trồng mà mình lấy được cái năng suất ha. Và đồng thời ở đây các bạn thì mình có thể là mình lấy giống lại được luôn nha mọi người ha. Để các bạn mình để một số là trái giống nè, thấy không? Mình không có hái luôn các bạn. Đây các bạn nè. Mình để lại một số trái giống luôn để mốt là mình trồng cho cái đợt tiếp theo. Có nghĩa là trồng nó thành F2 các bạn, nó vẫn hiệu quả nha mọi người. Đối với cái giống bắp Tây Phương Nam này á thì mình có thể là mình lấy giống lại được nha. Thông thường thì trồng nên trồng những giống là Phương Nam nè, hoặc là Nông Hội ha, hoặc là giống đậu bắp lùng nha mọi người. Thì nó sẽ là tốt hơn ha. Còn những cái loại mà đậu bắp kia á, cái thời gian nó thu hoạch nó tới khoảng 50 đến 55 ngày nha các bạn. Cây của nó rất là tốt luôn, nhưng mà trái của nó rất là ít. Kiểu như vậy, nó được cái mã thôi các bạn. Còn về phần mà xịt sâu các bạn, ở đây là mình sử dụng là cái rệ ba thông ha, để mình xịt sâu cho nó, cũng như là Vitaco. Thì hai cái loại thuốc này nó xịt rất là hiệu quả luôn các bạn. Mình hay áp dụng cho một số cái vườn bí của mình ở dưới đó các bạn. Mình có quay những cái video trước đó là mình sử dụng hai cái loại thuốc này, mình lưng phiên mình xịt cho nó luôn. Mình thấy nó rất là hiệu quả luôn các bạn. Còn về rầy ở trên cái cây đậu bắp này các bạn thì các bạn nên sử dụng là thằng chét vàng hoặc là thằng chét trắng ha. Nó thì hai loại đó đó mọi người có thể sử dụng ha. Và xịt từ lúc khoảng 4 giờ chiều á. Xịt thì chịu khó mình quay cái đầu bét lại. Ở đây nè các bạn, mình hái cũng khá nhiều rồi nha mọi người ha. Mình hái nó te tua luôn. Thì thu hoạch mỗi ngày các bạn, thì cái lần đầu tiên á thì nửa công á thì mỗi ngày như vậy là mình hái 8 kg nha mọi người ha. Rồi cái lần thứ hai nó lên được 10 kg, và hiện tại là mình thu hoạch nó được là 20 kg là một ngày nha các bạn. Là mình mới thu hoạch đâu được có một tuần thôi đó. Bây giờ là nó lên là 20 kg một ngày cho nửa công nha mọi người ha. Nhưng mà trồng bắp tay này á thì thu hoạch thì vậy thì cũng ngon thiệt, nhưng mà cái kiểu như là cái trái bắp tay các bạn nó không có nặng, nó không có nặng ký một ký luôn, nó rần rần trái luôn các bạn. Thì bạn nào mà có câu hỏi nào thì các bạn hãy bình luận trong kênh của mình ha, để mình rep câu hỏi cho các bạn nha các bạn. Ở đây thì mình cũng có chừa đựng nước nè, ở đây là mình chưa có mần cỏ là cho bắp tay luôn các bạn, cỏ còn rất là nhiều luôn ha. Đây có đường mương nè, nhưng mà nó cũng rất là tốt nha các bạn. Các bạn chủ yếu là các bạn xịt phòng rầy cho nó là chuẩn, với sâu á nó hay bị hai cái đó thôi. Chứ cái giống mà mình chia sẻ cho các bạn á, thì nó cũng kháng bệnh cũng khá là hiệu quả so với những cái giống khác ha. Ở đây là mình trồng là 4 tấc cho một gốc nha các bạn ha. Một hàng dài mình trồng có 4 cây thôi nè. Mình trồng nó khá là thưa nha mọi người. Kiểu như mình đi hái nó cũng dễ nữa, nó không có bị ngứa. Và ở đây là mình chừa rảnh nè ha.
thì cứ là clip cách clip nhỏ như như vậy các bạn, là mình khoảng là 1 mét ha, nè là 1 mét, mình không có trồng sát sát nhau, mình trồng sát sát nhau khi mà mình đi thu hoạch đó các bạn, nó rất là khó chịu, nó ngứa lắm. Còn về mà dàn lá trên cái cây đậu bắp này các bạn, thì mình xịt thằng Nativo ha, cộng với thằng Antracon ha. Rồi khoảng 4 ngày sau hay gì đó thì mình sẽ xịt dưỡng lại cái thằng Atonit. Thì nếu như là có tiền nữa thì dưỡng thêm cái bạch thu humic trong biển nha các bạn. Mình mua lẻ ngoài thì chỉ có là 8.000 gói thôi. Còn nếu mà là mua chai á, mà dạng nước á, thì nó khoảng 100 mấy, nhưng mà xài rất là lâu. Để các bạn xem cái vườn đậu bắp của mình ha. Bữa giờ lo quay về cái bí hồ lô không các bạn, không có chia sẻ cho bạn những cái kinh nghiệm về trồng đậu bắp ha. Bạn nào thấy hay thì hãy like và subscribe kênh của mình ha. Thì chủ yếu là mình chia sẻ cho các bạn về cách chọn giống thôi, nó cũng như là một số thuốc mà xịt sâu, cũng như là xịt rầy này nọ các bạn, chứ mình cũng không có kinh nghiệm gì nhiều đâu. Cái cách mà lên clip sắn clip nó như thế nào thì các bạn xem nè. Đó. Còn clip cách clip như thế này luôn các bạn, là 3 mét luôn á. Tại vì ở đây á, mình trồng chanh. Mình trồng chanh á các bạn, để mình xen canh luôn các bạn. Ở đây là cái đám chanh của mình còn nhỏ. Thì mình chiên á, về trồng cà pháo nè. Các bạn thấy không? Rồi trồng chanh nè. Rồi cái khúc này còn nửa công đất á. Nó trống thì nên mình trồng bắp tay. Hiện nay chia sẻ cho bạn vậy thôi. Nè, khúc này nó bị vàng lá nè. Thì đối với những cái cây mà nó vàng lá mà ít đó các bạn, thì mình cũng không có cần phải xịt chi đâu. Tốn tiền các bạn, giá bắp tay bán lẻ chỉ có 5.000 thôi à. Mà xịt nhiều quá nó lỗ. Thành ra các bạn thì khi mà nó bị nhiều á thì mình mới xịt. Thì ở đây mình khuyên các bạn vậy luôn. Ví dụ như cái vườn của mình mà nó bị khoảng đâu là 1/3 vườn á, thì mình mới là mình mua thuốc mình xịt. Cái khúc này của mình nè, nó không có phát triển nổi luôn nè, thấy không? Nhưng mà mình kệ. Còn cái khúc này nè, là nó phát triển tốt nè. Có bịt mù luôn á, nhưng mà nó vẫn tốt như thường. Bạn thấy không? Cũng là do đất thôi. Thì trồng đậu bắp ban đầu thì mình cũng cần phải là mình phơi đất nha các bạn ha. Mình xử lý đất. Thì mà nó được cái là nó không có kén đất như những cái loại cây khác. Những loại cây khác mà đất mà nó dẻ quá các bạn thì nó không có sống đâu, nó không có phát triển được đâu. Còn riêng cái cây này thì nó phát triển ầm ầm. Mình để lại trái bắp tay giống các bạn đó. Bắp tay giống F2 của cái giống này là trồng nó vẫn ngon nha các bạn ha, vẫn ok. Thì nó cũng chủ yếu là nó bị sâu thôi, sâu với bị rầy thôi, chứ không có gì đó. Nhưng mà mình lấy trái bắp tay giống các bạn thì các bạn nên lấy những trái mà tốt nhất ha, lựa những trái to nhất ha, và những đừng có lấy trái ngọn là được. Chúng ta lấy những cái trái gốc á thì trồng nó sẽ hiệu quả hơn. Bắp tay này thì cơ bản cũng dễ trồng các bạn. Đây nè. Quay tổng quan về cái vườn của mình cho bạn xem ha. Rồi thì mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình ha.